chim riệp xuống cục mai bông ôn được ngọt nè. Ngày ní nên nhóm bông ăn trái cả hái nhằm thì mùi sữa spí nó bông ôn. Kriêng xóm mình được chia trái cả hái spí chúa mật tế tầm xó cò sò nấng bì chì chấn dương từ chập đám vừa được ọt nía bông ổn chà cha bông ổn lấy nên khi nhom xong một xong cưng chỉ mùi chữ spay phải dương á bông ổn chà lấy dương chập đám vừa tầm lòng tới bông ổn chà muốn bổ nên khi nhom xong chạm tầm sò bông ổn chà chà, và tôi món này khi xong hành là tế hết bông ổn chà. Tiếp tục một lại xin nó bông ổn á, chà. Chà bông ổn lấy nên khi xong mà hành sẽ chua bông ổn chà chụp phô spay chú ní ní nhóm bàn liên tật á bông bông liên tật tạm thiền thiền viên nâng xa hai rửa rõ lắm bông bông chà lấy ní nhóm xong mà hàn spay chú á bông bông chà chà bông bông chụp phô spay chú ní dự bộ viên chỉ thiền thiền chân chân á bông bông á chà ní nhóm bàn liên tật xong ạ hai rửa rõ tạm thiền á bông bông nè chà chà dự bộ chân á bông bông á chà rồi hai dân cặp đi chị đông đông á bông bông chị đông là mớ mà mớ mà bông bông chà bông bông á chà dừng cặp việc đông tâu tâu là mở mắt bông ổn nè chà chẳng dừng tới chập đàm xong cường đặt châu nông phê chữ dừng tới ọc nế bông ổn chà chà bông pha ôn lấy dương riêng cho mập xóm cường châu nông spay chữ pha dương bông pha ôn chà chà sko sốt nên khi nhóm pra mưu sắp rịa bái bông pha ôn chà nè bông pha ôn á bì chế cần là sắp rịa cà phê chà và tọa máu nên cứ chiếc tâm so đại dương màn tình trám á hay nâng mật tế á bông pha ôn chà dương đặt châu nê đai máu chà nè bông pha ôn á chà rồi hai dân chỉ bỏ trường dương chỉ mũi mặt tê chỉ mũi nâng spay chỉ rụng hoa dương hay bàn châu sọc nè bàn là ổ bông ổn chà bông ổn ní hai rồi rồi đó nó bông ổn chà chị rụt spay khoa dưỡng á bông ổn chấn dưỡng riêng trong cái ăn trầy ngọt ní á bông ổn chà chà bông ổn lợi dưỡng riêng trong mà ăn trầy khoa dưỡng á bông ổn chà chà lợi dưỡng ăn trầy dưỡng tục chào xin mắt bông ổn á chà
cha bông ơi lại dương một trai trai phải dương nó một ổn cha cha bông ơi này lấy trai để dương man ăn mặc ăn rồi rồi bông ổn nè cha.